Những diễn biến mới nhất của cuộc chiến Nga-Ukraine Tổng thống Zelensky phong quân hàm đại tướng cho tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky Bài phát biểu lịch sử của Tổng thống Zelensky trong ngày độc lập Ukraine Lão và bệnh hoạn từ quán trường đỏ sẽ không thể ra lệnh cho chúng ta những làn xanh đỏ nga không đủ quân để đẩy lùi ukraine ra khỏi vùng kurs tên lửa ukraine áp sát moscow ông putin vội vàng muốn đàm phán tình báo kiev tuyên bố nóng ukraine đã có kế hoạch phá hủy cầu ketch và giải phóng crimea giới tuyên truyền nga khuyên người dân sẵn sàng tinh thần cho thất bại quân sự ở Ukraine. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tổng thống Zelensky phong quân hàm đại tướng cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shevsky Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phong cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sitsky quân hạ mới. Ông đã trở thành đại tướng. Điều này được IBC Ukraine đưa tin trích dẫn nguồn từ văn phòng Tổng thống. Tổng thống đã ban hành sắc lệnh tương ứng số 580 vào ngày 23 tháng 8 năm 2024. Trước đó, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine ở quân hàm thượng tướng. Tổng thống Zelensky cũng phong cấp bậc quân sự mới cho tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine và tư lệnh lực lượng liên quân các lực lượng vũ trang Ukraine. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Anatoly Bagilevich được phong quân hàm trung tướng. Trước đó, ông là thiếu tướng. Tư lệnh lực lượng liên quân các lực lượng vũ trang Ukraine Andriy Kanatov được phong quân hàm thiếu tướng, trước đó ông là chuẩn tướng. Bài phát biểu lịch sử của Tổng thống Zelensky trong ngày độc lập Ukraine, lão và bệnh hoạn từ quán trường đỏ sẽ không thể ra lệnh cho chúng ta những làn xanh đỏ Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã quay một đoạn video đầy cảm xúc gần biên giới với Liên bang Nga ở tỉnh Sumy. Trong đó ông phát biểu trước người dân Ukraine nhân dịp kỷ niệm Ngày độc lập 24 tháng 8 năm 2024. Thông điệp của Tổng thống Zelensky đã được công bố trên trang Telegram của ông. Trong video, Tổng thống đang ở tỉnh Sumy gần ông Pesel, cách biên giới với Nga vài km. 913 ngày trước, bao gồm cả thông qua tỉnh Sumy, nga đã đi vào gây chiến với chúng ta. Họ thậm chí chỉ vi phạm biên giới chủ quyền mà còn vi phạm giới hạn của sự tàn ác và lễ thường, phấn đấu không ngừng nghỉ cho một điều tiêu diệt chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 33 của Ukraine. Còn những gì kẻ thù mang đến đất nước chúng ta thì giờ đây đã trở về ngôi nhà của họ ông nói tổng thống zelensky kêu gọi đừng quên rằng sớm hay muộn sự đáp trả sẽ đến đối với mọi địa điểm ở liên bang nga đã gây ra mối đe dọa cho đất nước chúng ta những ai muốn gieo sát tội ác ở ukraine sẽ gặt hái thành quả trên lãnh thổ của họ ông lưu ý kẻ thù sẽ biết sự trả đũa theo cách của ukraine là gì một cách xứng đáng đối xứng tầm xa họ sẽ biết rằng sớm hay muộn phản ứng của ukraine sẽ đến mọi nơi trên Liên bang Nga, nơi là nguồn nguy hiểm cho tính mạng của đất nước và người dân của chúng ta, ông Zelensky nói trong thông điệp video. Theo lời Tổng thống, Nga Putin sẽ không bao giờ vạch ra lằn tranh đỏ cho người Ukraine. Đôi mắt mờ nhạt của ông chủ của họ nhìn thế giới như một vùng xám nhưng chúng ta sẽ không cho phép vùng đất nơi lẽ ra phải có quốc kỳ màu xanh vàng bị biến thành vùng màu xám. Lão già bệnh hoạn ở quảng trường đỏ, người liên tục đe dọa mọi người bằng nút đỏ, sẽ không còn ra lệnh cho chúng ta những lần xanh đỏ của mình, sống như thế nào, đi theo con đường nào và lựa chọn gì, sẽ chỉ do Ukraine và người Ukraine quyết định, bởi vì đó là cách hành động của sự độc lập, Tổng thống Zelensky nói. Ông nhắc lại rằng các phương tiện truyền thông thế giới đang đưa tin về những sự kiện ở vùng Kursk của Liên bang Nga và cho thấy Nga đối xử với công dân của mình như thế nào, nước này không bỏ rơi công dân của mình như thế nào. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky cũng nhắc lại rằng chính thống giáo Ukraine ngày nay đang tiến một bước tới việc giải phóng khỏi ma quỷ ở Moscow và đây là sự độc lập về tinh thần của dân tộc Ukraine. Trong ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky để chúc mừng ngày độc lập và công bố cung cấp gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine. Nga không đủ quân để đẩy lùi Ukraine ra khỏi vùng cớs. Thưa quý vị, ấn phẩm The New York Times của Mỹ đưa tin dẫn lời các quan chức Nga có thể sẽ cần từ 15 đến 20 lữ đoàn, ít nhất 50.000 quân để đánh bật Ukraine ra khỏi khu vực Kurs, và nước này hiện không có nhiều lực lượng như vậy. Họ nhắc lại rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết trong tuần này là một cơ quan điều phối mới đã làm việc suốt ngày đêm để tìm ra các nhóm quân mới của Nga có thể phản công ở vùng Kursk. Điều này có thể tác động gây sốc đối với người Nga. Họ bị sốc vì điều này. Điều này sẽ không kéo dài mãi mãi. Họ sẽ tập trung lại và đáp trả tương ứng. Tướng Christopher Cavoli, chỉ huy quân sự hàng đầu của NATO, phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại vào tuần trước. The New York Times lưu ý rằng, sau một tuần giao tranh, Ukraine tuyên bố họ kiểm soát một khu vực có diện tích sắp xỉ Los Angeles, nhưng các quan chức Mỹ không tin tưởng rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ duy trì lâu dài vị trí của họ ở Nga. Ấn phẩm giải thích rằng Quân đội ukraine không có chiến hào lớn nên cần thiết bảo vệ binh lính và trang thiết bị khỏi hỏa lực của đối phương nếu nga có đủ hỏa lực để đẩy lùi cuộc tấn công giới chức của mỹ cũng khẳng định lực lượng vũ trang ukraine không trang bị bãi mìn hay xây dựng hàng rào chống tăng điều mà chiến tranh đã cho chúng ta thấy Cách làm chậm quân đội là thông qua phòng thủ theo chiều sâu. Nếu họ không bảo vệ lãnh thổ bằng chiến hào và mìn, thì gần như không thể giữ được lãnh thổ. Seth Jones, Phó Chủ tịch cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với The New York Times, đề cập chiến lược sử dụng nhiều lớp định vị phòng thủ. Các quan chức và nhà phân tích Mỹ lưu ý rằng Ukraine càng chiếm được nhiều lãnh thổ, thì việc bảo vệ nó đối với 10.000 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ là một thách thức lớn. Đồng thời, người phát ngôn Lầu Năm Góc giải thích rằng việc Ukraine trì hoãn xây dựng công sự phòng thủ không nhất thiết có nghĩa là Kiev không có ý định giữ lãnh thổ ở Nga. Ukraine có thể cố gắng xây dựng các vị trí phòng thủ sâu hơn nữa bên trong Nga, mở rộng lãnh thổ mà nước này đã chiếm giữ để bổ sung vào vùng đề mềm của Zelensky, quan chức điếu tên này cho biết. Trước đó vào ngày 17 tháng 8, The Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết Nga đã điều động khoảng 5.000 binh sĩ từ Ukraine tới vùng Kursk, trong khi phải cần có khoảng 20.000 người để đẩy lùi cuộc tấn công. Tên lửa Ukraine áp sát Moscow, ông Putin vội vàng muốn đàm phán Thưa quý vị, Ukraine muốn được phương Tây cho phép sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tiêu diệt các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Theo Kiev, điều này có thể buộc Moscow phải đàm phán để chấm dứt chiến sự. Tờ Guardian đưa tin, các quan chức cấp cao của Ukraine cho rằng việc sử dụng vũ khí Anh Pháp trong một cuộc tấn công trình diễn sẽ cho phép Điện Kremlin thấy rằng các cơ sở quân sự gần thủ đô Nga có thể dễ bị tấn công trực tiếp. Theo một trong những nguồn tin, ý tưởng là Nga sẽ chỉ xem xét khả năng đàm phán khi họ tin rằng Ukraine có khả năng đe dọa Moscow và Saint Petersburg. Tuy nhiên, chiến lược này tiêm ẩn rủi ro cao và chưa nhận được sự ủng hộ của Mỹ. Ukraine đã vận động trong nhiều tháng để được phép sử dụng Storm Shadow tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga nhưng không đạt được nhiều thành công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu nhân ngày độc lập của đất nước, nói rằng Kyiv không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả cuộc xâm lược toàn diện vào Nga bắt đầu từ 913 ngày trước vào tháng 2 năm 2022 và đặc biệt về việc Moscow sử dụng bom trên không và tên lửa đạn đạo chống lại dân thường Ukraine kẻ thù của chúng ta cũng sẽ biết sự trả đũa của Ukraine có ý gì, xứng đáng, cân xứng và sâu rộng. Chúng sẽ biết rằng sớm hay muộn, phản ứng của Ukraine sẽ đến bất kỳ điểm nào của Liên bang Nga, nơi là nguồn nguy hiểm cho sự sống của đất nước chúng ta và người dân của chúng ta. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, ở Kiev họ tin rằng, khi thấy lực lượng vũ trang có thể tấn công sâu vào đất nước xâm lược, Điện Kremlin có thể sẽ đánh giá lại hành động của mình. Tuy nhiên ít người tin rằng, Tổng thống Vladimir Putin muốn dừng lại, tên lửa Storm Shadow được phát triển chủ yếu trong khuôn khổ hợp tác Anh Pháp và được sản xuất bởi liên doanh MB, DA của châu Âu cũng có đối tác ý, nhưng vì một số thành phần của tên lửa được Mỹ cung cấp nên Nhà Trắng cũng phải đồng ý cho phép sử dụng tên lửa này trên lãnh thổ Nga. Cho đến nay Washington vẫn từ chối làm như vậy vì lo ngại xung đột sẽ leo thang. Tổng thống Zelensky cho rằng hậu quả từ các hoạt động của Ukraine trên lãnh thổ Liên bang Nga cho thấy những cảnh báo của Điện Kremlin về lằn xanh đỏ là quá đáng. Moscow phần lớn đã hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tấn công, khi các nhà lãnh đạo hầu như không đề cập đến nó một cách công khai và mô tả phản ứng của họ là một chiến dịch chống khủng bố. Các quan chức Mỹ tin rằng tên lửa Storm Shadow và các tên lửa tầm xa khác có thể không đủ chính xác ở khoảng cách xa và các máy bay chiến đấu của Nga phóng bom lượng trên các khu vực tiền tuyến của Ukraine hầu hết đều xuất phát ngoài tầm bắn của chúng. Được biết là Anh chưa chính thức nộp đơn xin Mỹ cho phép Ukraine sử dụng Storm Shadow trên lãnh thổ của Nga. Bộ Quốc phòng từ chối bình luận. Thay vào đó, lặp lại những tuyên bố trước đó rằng London tin rằng Ukraine có quyền tự vệ rõ ràng. Tình báo Kiev tuyên bố nóng, Ukraine đã có kế hoạch phá hủy cầu Kerch và giải phóng Crimea. Thưa quý vị, các chiến sĩ bảo vệ Ukraine đã có kế hoạch phá hủy hoàn toàn cây cầu Kerch bất hợp pháp và lấy lại Crimea Do Nga chiếm đóng, đại diện của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine gọi tắt là GUR, Andriy Yusov đã tuyên bố về điều này trong một cuộc phỏng vấn với Kiev 24 Theo lời ông, người Nga đang sử dụng bán đảo bị chiếm đóng tạm thời làm căn cứ quân sự lớn. Ông Yusov lưu ý rằng Crimea bị chiếm đóng là một phần lãnh thổ quan trọng đối với người Nga từ quan điểm hậu cần. Tôi muốn nhìn đồng hồ và nói rằng cây cầu chỉ còn đứng vững được 15 phút nữa." nhưng mà thực tế thì phức tạp hơn đại diện tổng cục tình báo cho biết đồng thời ông yusov nói thêm rằng lực lượng vũ trang ukraine đã có kế hoạch giải phóng bán đảo nhưng lưu ý rằng những chi tiết này hiện nay sẽ không được tiết lộ tất nhiên các lực lượng an ninh và quốc phòng có kế hoạch cho việc giải phóng đất đai của ukraine và bán đảo cũng như phá hủy tất cả những thứ cản trở việc này chúng tôi sẽ không đưa ra thông báo cũng giống như điều này đã không được thực hiện trong các lần trước, khi những cuộc tấn công tương ứng xảy ra và có hiệu quả, đại diện cơ quan tình báo lưu ý, gần đây bên lính GUR ở Ukraine đã phá hủy tàu cao tốc Tuna của Nga. Trước đó được biết rằng Hoa Kỳ không muốn cho phép Ukraine sử dụng các khu vực ở Kurs, vũ khí tầm xa mà họ cung cấp, vì họ cho rằng tốt hơn là nên dự trữ chúng cho các cuộc tấn công vào Crimea bị chiếm đóng tạm thời. giới tuyên truyền Nga khuyên người dân sẵn sàng tinh thần cho thất bại quân sự ở Ukraine. Thưa quý vị, các nhà tuyên truyền ủng hộ Điện Kremlin đã tìm ra lời giải thích tại sao Putin gọi cuộc xâm lược Ukraine không phải là một cuộc chiến, mà là một chiến dịch quân sự. Các chương trình tuyên truyền ở Liên bang Nga ngày càng kém lạc quan về việc Nga xâm lược Ukraine. Họ không nói về những chiến thắng mà nghĩ đến việc làm thế nào để che giấu những thất bại trước mặt người Nga trong số một trong những chương trình phát sóng gần đây của mình nhà tuyên truyền sergei kanokov đã tìm ra lời giải thích tại sao mà tổng thống nga vladimir putin đã gọi cuộc tấn công vào ukraine không phải là một cuộc chiến mà là một chiến dịch quân sự dialog ua đưa tin hóa ra một cuộc chiến nhất thiết phải kết thúc bằng chiến thắng hay thất bại nhưng để hoàn thành cái gọi là chiến dịch quân sự chỉ cần một sắc lệnh của ông chủ điện kremlin là đủ nhà tuyên truyền người Nga nói, chiến tranh là một khái niệm chặt chẽ, được mô tả một cách thông thường, có luật quân sự, mọi thứ đều rõ ràng ở đó. Chiến tranh kết thúc với chiến thắng đối với một số người, thất bại đối với những người khác. Nhưng khi tiến hành một chiến dịch, bạn không thể có chiến thắng hay không chiến thắng. Chiến dịch kết thúc bằng lệnh kết thúc chiến dịch và việc đạt được những mục tiêu mà chỉ những người bắt đầu chiến dịch này thì mới biết. Vì vậy, khi nói về chiến thắng, chúng ta phải hiểu rằng rất khó đạt được nó trong khuôn khổ. Chiến dịch thì chúng ta có thể gọi bất cứ điều gì là một chiến thắng. Như Dialog.ua đã đưa tin trước đó, nhà tuyên truyền ủng hộ Điện Kremlin Vladimir Solovyov trước bối cảnh thất bại của quân đội Nga ở khu vực Kursk đã bắt đầu kêu gọi các nhà tuyên truyền khác ngừng nói dối và không nói rằng Ukraine được cho là yếu kém và không có gì thưa quý vị thông tin hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chiều nay tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại